an toàn. Về phía phòng cảnh sát giao thông công an Bà Rịa có phó đội trưởng của đội phòng. Dạ, xin mời anh Phong. Về phía phòng cảnh sát giao thông, cảm ơn bà. Đại diện của gia đình ông Tô Hồng Phát là bà Tô Thị Ánh Hồng là mẹ. Phía bệnh viện Chợ Rẫy, đại diện có giám đốc bệnh viện là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tri Thức. Phẫu thuật viên đại diện của nhóm tim mạch, gan, giác mạc và thận. Và cùng đó là yếu tố quyết định cho tất cả trong những yếu tố thành công của ca chất sự toàn kết và lòng nhiệt huyết của tất cả những đội ngũ chúng ta có mặt ở đây là nhóm đi lấy lại rồi lực lượng cảnh sát giao thông của bệnh viện Tân Trụ là khoảng 200 người đang là cuộc sống nói cho 8 người và tôi thay mặt gia đình tới đây để xin chân lời cảm tạ tri ân đến tất cả tập thể y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, nhất là và các bác sĩ đã phẫu thuật rất cực khổ để kiếm sự sống cho con tôi. Tôi xin cảm ơn và con tôi đã ra đi một cách tốt đẹp. Bác sĩ đã cho con tôi một cuộc sống có ý nghĩa. Tôi xin cảm ơn. Tiếp đến thì hôm nay kính thưa quý vị, thật sự là không tạ. Tuy nhiên, sự hỗ trợ đặc biệt của bệnh viện Chợ Rẫy điều mà đơn vị các bạn đã giúp chúng tôi phần nào lấy lại được nhiều ý nghĩa từ bệnh viện Chợ Rẫy để có những người bệnh đội tuần tra liên đoàn là đội hiện giờ là phụ trách
có ba khoa mà có ba trưởng khoa ở đây. Cái gì hôm nay chúng ta là cảm ơn là hai như hồi nãy giám đốc nói, các bạn xin nói thêm là nhận bạn có một cái cuộc sống, một kết quả, một cái tặng tốt nhất để mà cái cuộc sống dài lâu. Thì mình kích hoạt một cái hệ thống, mà cái hệ thống này là đã hoạt động cũng nhiều năm, bên ngành y cũng giống như bên ngành công an, là bên đây bên kia là quân lệnh thì bên này là y. Thì kể cả ghép tim, ghép giác mạc, ghép thận hay là ghép gan, khi mà bệnh nhân có những ghép thì lập tức mình sẽ đưa cái tên người đó lên hệ thống điều phối quốc gia, điều phối ghép tạng quốc gia. Và khi lên hệ thống điều phối quốc gia đó là hoàn toàn công khai minh bạch. Và khi lên hệ thống đó, nếu như ở bệnh viện Bà Rịa báo là có tại thì Chợ Rẫy xuống và phối hợp Bà Rịa nói là đối với trường hợp này thì gia đình hiến tạng, thì nhưng mà về chuyên môn mình có thể lấy được giống như cái ca vừa rồi đi, mình có thể là lấy được hai cái thận, một cái tim, một cái gan. Thì sau khi có được thông tin đó rồi thì mình sẽ báo cáo với trung tâm điều phối tạng quốc gia. Thì sau đó là trung tâm điều phối người ta mới chọn lọc cách rất là ngẫu nhiên ở trên cái hệ thống chờ, nó có một cái danh sách chờ sẵn đấy đó. Thì khi mà có một cái danh sách thì có tạng thì mình cứ ráp vào thôi, ráp vào một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, hoàn toàn minh bạch, và đặc biệt là không phân biệt giàu nghèo, và không dứt khoát là không có một vấn đề liên quan đến ngành tài chính hoặc là buôn bán tạng ở đây. Thì do đó là khi mình báo lên thì trung tâm điều phối người ta mới báo mình là có bệnh nhân đó, rồi bắt đầu mình mới tiến hành mời lên để mình xét nghiệm thêm là nó có phù hợp các yếu tố cần thiết để mà ghép nó phù hợp hay không. Sau khi phù hợp rồi, ví dụ như có thể là mình có danh sách chờ mình là 5 người thì chỉ có một người hợp thôi, phù hợp thì cái người đó sẽ được ưu tiên là ghép đó. Nói vậy đó, thì tất cả là điều công khai minh bạch và hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thì ghép chọn được rồi là thì như cái ca ghép tim vừa rồi thì bệnh nhân tim là tụi anh chọn cuối cùng bệnh nhân nó đang điều trị tại bệnh viện Đồng Nai, đúng không anh? Còn ca trước là trong xác định chờ sẵn. Còn ca vừa rồi á là đang nằm điều trị ở bệnh viện Đồng Nai, rồi bác sĩ An mới lên bệnh viện Đồng Nai khám xong hết tổng trạng là có thể ghép được. Tại vì nhiều khi có những trường hợp là người ta chờ lâu quá, người ta sẽ có cái này là sự thật đó, nhưng bệnh nhân chờ lâu quá mà không có thể ghép được vì yếu tố khách quan thôi, hoặc là không có người cho tạng, hoặc là cho tạng không phù hợp rồi người ta mất. Cái chuyện đó là cũng một cái chuyện đáng tiếc thôi, nhưng mà nó là sự thật. Còn ca này là đang điều trị trở nặng tại bệnh viện Đồng Nai, xong bác sĩ An mới xuống bệnh viện Đồng Nai phối hợp hội chẩn xong, hai bên đồng ý là ghép được. Thì chính bác sĩ An mới là người đưa bệnh nhân đó từ Đồng Nai trở về Chợ Rẫy, rồi mới nhận trái tim từ Bà Rịa Vũng Tàu về Chợ Rẫy, rồi mình ghép cho người bệnh. Và bây giờ hôm nay là người bệnh rất là khỏe, tất cả chỉ số được tốt. Đó là cái quy trình để giải thích cho của em và một số các anh chị phóng viên được hỏi. Chắc mời những mình sẽ đây trung tâm các bạn thì đăng ký sư phụ thì sẽ xuống hướng dẫn cho mình và gì ạ, và từ đó mình cũng sự lên tiếng mình cũng biết luôn làm theo cách của cái này bài cho là khi vào đây thì đương nhiên là những cái chuyện mà tuân thủ 5K là như bộ thế là cái đó là nó thật thường quy định, nhưng mà có điều may mắn là cái này vừa mới trang bị cái hệ thống test nhanh của COVID. Thì cái hệ những cái test này đó là bệnh viện Chợ Rẫy trang bị, đầu tiên là để làm gì? Đầu tiên là để sàng lọc COVID là cái chuyện bình thường rồi, nhưng mà đặc biệt là Chợ Rẫy các anh chị là có một trường hợp là ở ngoài dân người ta phát hiện một trường hợp, tôi nói ví dụ như tai nạn giao thông đi ngoài đường rồi hôn mê luôn, rồi đưa vô Chợ Rẫy là không có người nhà, không có người thân, không khai thác được dịch tễ, cũng không biết là cái người này ở đâu. Thì đối với những trường hợp đó là Chợ Rẫy là xem như là COVID dương tính. Rồi để mình nâng cao cảnh giác là xem như COVID dương tính. Nhưng mà như vậy là những trường hợp đó là gần như 100% là phải mổ cấp cứu chứ không phải mổ thường được. Thì như vậy là cái COVID bây giờ là sao đảm bảo? Thì trước đây mà chưa có cái test nhanh á thì Chợ Rẫy là mổ khi những bệnh nhân đó là toàn bộ theo quy trình cách ly như bệnh nhân COVID dương tính và đưa vào phòng mổ áp lực âm ngay tại khoa cấp cứu luôn, như là mổ của COVID. Rồi bên cạnh đó mình làm cái xét nghiệm real time
xe là trong vừa làm vừa chờ kết quả và cũng vừa mổ, tại chờ thì không kịp, chứ kết quả nó 4 tiếng đó, thì kết quả là khoảng 4 tiếng mới có, nó chậm. Thì khi có cái test nhanh này nó rất là thuận lợi, mình làm cái test nhanh để mình xác định âm tính, rồi là có một cái thái độ xử lý nó uy chuyển hơn, nó linh hoạt hơn, và nó thuận lợi hơn cho người bệnh đó. Thì những trường hợp trở lại, những trường hợp rất nặng cũng vậy, khi mà những ca nhận lại vào là bên chờ đợi đều phải test nhanh hết, mình test nhanh là thời gian có